Một người Việt Nam. Các bạn nói tiếng Anh như thế nào? Ồ, sao các bạn giỏi vậy? Chứ gặp mình á, như mình mà hồi xưa đó, mà ai hỏi mình câu này đó là mình sẽ dùng chữ a Vietnamese person, mình thêm cái chữ person vô luôn, chứ mình không có dùng chữ a Vietnamese như vậy không. Các bạn giỏi rồi. Các bạn giỏi hơn mình. Thật, hồi xưa là mình sẽ dùng cái chữ a Vietnamese person, mình dùng cái chữ Vietnamese như là một tính từ, chứ mình không không dám dùng nó dưới dạng là danh từ. Nhưng người ta dùng nó dưới dạng là danh từ được. Rồi, bây giờ tới câu hỏi tiếp theo. Hai người Việt Nam nói như sao? Two Vietnamese lại không có thêm S vô. Mà cái chữ Vietnamese, nếu các bạn dùng nó dưới dạng là danh từ, dạng danh từ như vậy đó, chỉ là người Việt Nam đó, thì nó là số ít hay số nhiều đều không thêm S hết, nó có một dạng thôi nha. Cho nên two Vietnamese hay là one Vietnamese đều giống nhau hết, không có thêm S vô. Người Trung Hoa nói như sao? Một người Trung Hoa. Rồi, hai người Trung Hoa. Đúng rồi, chữ Chinese cũng vậy ha. Tức nghĩa là những cái từ chỉ quốc tịch á kết thúc bằng cái ngữ này nè, is á, thì số ít hay số nhiều nó giống nhau. Cho nên chữ Taiwanese hay là những từ khác á có tận cùng bằng is á thì số ít hay số nhiều nó đều không thêm s hết. Rồi, bây giờ mình nói tới một người Hàn Quốc. Các bạn dùng chữ nào? À, được chị Lã Hoắc. Nếu mình dùng cái chữ person sau chữ Vietnamese á, thì có nghĩa là chữ Vietnamese đó nó là tính từ bổ nghĩa chữ person thôi. Thì lúc đó mình chia số ít số nhiều mình dựa theo cái chữ person hay chữ people. Đúng rồi, một người Hàn Quốc ha, one Korean. Mà nếu mà hai người Hàn Quốc thì các bạn dùng chữ nào? Đúng rồi ha, các bạn giỏi. Mình tính dài mà các bạn thông minh quá, các bạn không có bị sụp hố của mình. Korean thì nó tận cùng rồi, y an ha, cho nên khi các bạn số nhiều đó các bạn thêm s vô. Thì tương tự như vậy, một người Mỹ nói sao? An American nha, hai người Mỹ. Đúng rồi, các bạn giỏi, vậy là các bạn biết rồi ha.